Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Trong bài phát biểu tối ngày 11 tháng 8 giờ địa phương, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã thảo luận về tình hình ở tỉnh Kursk với Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky. Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky: Ukraine đang chứng minh rằng chúng tôi thực sự có thể khôi phục công lý và đang bảo đảm áp lực cần thiết. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga để khôi phục công lý và gây sức ép với Moscow. Liên quan diễn biến trên thực địa, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội quốc gia này đã phá hủy 14 máy bay không người lái và 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tokayu của Ukraine tại tỉnh Kursk trong đêm ngày 11 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga cũng chỉ trích động thái của Ukraine và nhận định cuộc tấn công nhằm vào tỉnh này không có ý nghĩa về mặt quân sự. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, thanh tra nhân quyền Nga Tatyana Moskakova đã kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk và thực hiện những biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực này. Điện Kremlin cũng nhận định động thái của Ukraine là hành động khiêu khích quy mô lớn, đồng thời cáo buộc quân đội quốc gia này tấn công bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực. Theo Russia Today của Nga, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Áo Gustav Gressel nhận định cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk là một canh bạc mạo hiểm, có thể phản tác dụng và khiến Kiev mất sự ủng hộ của phương Tây. Ông Gustav Gressel cho rằng Ukraine khó có thể duy trì chi phí quân sự nếu muốn giữ khu vực này trong nhiều tháng và cuộc tấn công không buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng khỏi Donbass. Cựu quan chức này cũng cảnh báo thất bại ở cả tỉnh Kursk và Donbass sẽ là kịch bản tệ nhất đối với Ukraine. Nếu viễn cảnh này xảy ra, Mỹ và các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine có thể sẽ giảm hoặc thậm chí ngừng hỗ trợ. Trong khi đó, sau khi Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho hay Nga đang đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ nước này bằng cách điều động quân tiếp viện, thiết lập các biện pháp an ninh nghiêm ngặt ở các khu vực biên giới và tiến hành các cuộc không kích. Tuy nhiên, theo New York Times của Mỹ, ngay cả khi Nga đã ngăn chặn được những bước tiến nhanh chóng của quân đội Ukraine sau khi lực lượng này tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ cách đây 5 ngày vào khu vực Kursk ở phía Tây Bắc, thì các đơn vị của Kiev dường như vẫn giữ vững vị trí. Họ tuyên bố vào ngày 10 tháng 8 rằng đã chiếm được một ngôi làng nhỏ ở khu vực Belgorod lân cận và các nhà phân tích cho biết các lực lượng của Ukraine đã kiểm soát hầu hết thị trấn Sudza thuộc Kursk cách biên giới gần 10 km. Pasi Paronen, một nhà phân tích từ Blackbird Group, một tổ chức có trụ sở tại Phần Lan chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung trên mạng xã hội từ chiến trường cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng các bằng chứng cho thấy Moscow có thể ngăn chặn những bước tiến lớn của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì với Ukraine hiện vẫn chưa rõ ràng. Trong năm thứ ba của cuộc xung đột, dường như đã bị đóng băng dọc tiền tuyến trải dài hơn 1.000 km ở phía đông và phía nam Ukraine. Quyết định của các lực lượng Kiev vượt biên vào nước Nga dường như không chỉ khiến Nga bất ngờ mà còn cả Mỹ, các đối tác phương Tây cũng như các nhà phân tích đã dành nhiều ngày theo dõi hoạt động di chuyển quân của cuộc xung đột. Một số nhà quan sát suy đoán rằng Ukraine hy vọng sẽ kéo quân đội Nga ra khỏi các tiền tuyến ở Ukraine, giúp quân đội nước này, vốn đã mệt mỏi vì chiến đấu, có được sự nghỉ ngơi cần thiết, mặc dù những nhà phân tích khác nhận định điều đó đã không xảy ra. Phản ứng cứng rắn của lực lượng vũ trang Nga trước cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào dân thường ở các khu vực của Liên bang Nga sẽ không phải để chờ đợi lâu, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố. Chúng tôi tin chắc rằng những kẻ tổ chức và thủ phạm của những tội ác này, bao gồm những người phụ trách nước ngoài, sẽ phải chịu trách nhiệm về chúng. Không còn bao lâu nữa sẽ có phản ứng cứng rắn từ lực lượng vũ trang Nga. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết vào lúc 5 giờ 30 ngày 6 tháng 8, các đơn vị quân đội Ukraine với số lượng lên tới 1.000 người tiến hành cuộc tấn công với mục đích chiếm giữ lãnh thổ ở vùng Kursk. Ông lưu ý bước tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga của quân đội Ukraine đã bị chặn lại. Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh các hoạt động ở khu vực Kursk sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tái lập biên giới quốc gia. Ngày 8 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine khi cố gắng tiến vào khu Kursk đã mất 660 quân nhân và 82 xe bọc thép trong 2 ngày, bao gồm 8 xe tăng, 12 xe bọc thép chở quân, 6 xe bộ binh chiến đấu và 55 xe bọc thép. Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về tình hình ở khu vực Kursk, tuyên bố về chế độ Kiev thực hiện hành động khiêu khích, quy mô lớn khác và đang bắn bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự.
đại diện chính thức của Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Pechenko, cho biết sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực biên giới ở vùng Kherson, khởi tố các vụ án về tấn công khủng bố và giết người, các nhà điều hành Nga đang điều tra danh tính các quân nhân Ukraine ra lệnh và thực thi tấn công vào các mục tiêu dân sự trong khu vực. Ở tỉnh Kherson cũng như các tỉnh Belgorod và Bryansk, chế độ đang hoạt động chống khủng bố CTO đã được ban hành để đảm bảo cho người dân và ngăn chặn các mối đe dọa tấn công khủng bố của các đội hình phá hoại và trinh sát Ukraine. Các quan chức cả từ phía Liên bang Nga lẫn phía Ukraine đều đã đề cập tới đám cháy xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, lớn nhất châu Âu, trong bối cảnh lo ngại về thảm họa hạt nhân đã dấy lên cùng với giao tranh dữ dội ở tỉnh Kherson. Cụ thể, trong một đoạn video được quay bằng điện thoại di động mà hãng tin AP của Mỹ phát đi, người ta thấy khói bốc lên từ ống khói nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia với ngọn lửa ở bên dưới. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là cơ sở năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu cả về số lượng tổ máy lẫn công suất lắp đặt, đã bị quân đội Liên bang Nga chiếm giữ trong những ngày đầu của cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Kể từ đó, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã nhiều lần hứng chịu những đòn tấn công, kể cả bằng pháo binh và thiết bị bay không người lái UAV. Lần này, cả Liên bang Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về vụ cháy. Hãng thông tấn TASS của Nga tối ngày 11 tháng 8 dẫn lời giám đốc chuyên trách về truyền thông của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Bà Evgenia Yasina cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine VSU đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bằng UAV. Vụ tấn công đã gây cháy ở tháp giải nhiệt của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tuy nhiên, theo bà Yasina, tháp giải nhiệt này không tham gia vào việc làm mát, cho nên vụ cháy không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Trước đó, thống đốc tỉnh Zaporizhia do Nga chỉ định, ông Evgeny Balitsky cho biết, hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bốc cháy do một cuộc tấn công của VSU. Theo ông Balitsky, cả 6 tổ máy của nhà máy đều ở trạng thái ngừng hoạt động, không có nguy cơ nổ hơi nước, trong khi mức phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và thành phố Energoda vẫn bình thường. Đối với Ukraine, hãng tin AP cho biết, các quan chức nước này đã cho phát hành một đoạn video cho thấy các cột khói gần một trong những tòa tháp của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo ông Yevhen Yevtushenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Nikopol nằm ở phía đối diện thành phố Energoda, đang nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga và là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Quân đội Liên bang Nga đã đốt lốp ô tô trong các tháp làm mát để tạo ra hiện trường có vẻ như là đã xảy ra hỏa hoạn. Ông Yevtushenko cho rằng có lẽ đây là một hành động khiêu khích hoặc một nỗ lực nhằm gây hoảng loạn tại các khu định cư ở bờ phải của hồ chứa nước Kakhovka. Về phía cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, trong một thông báo trên mạng xã hội X, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc này cho biết các chuyên gia của họ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói đen ở phía bắc nhà máy. Thông báo này có đoạn, các chuyên gia của IAEA đã nhìn thấy khói đen dày đặc bốc lên từ phần phía bắc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Một số vụ nổ đã được nghe thấy trước đó vào buổi tối. Vụ cháy ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia xảy ra trong bối cảnh vào ngày 10 tháng 8, cơ quan hạt nhân Liên bang Nga Rosatom cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kherson gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với nhà máy điện hạt nhân của khu vực này. Trước đó vào ngày 8 tháng 8, IAEA đã kêu gọi Ukraine và Nga kiềm chế khi giao tranh leo thang ở khu vực Kherson của Liên bang Nga, nơi có một trong số những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của nước này. Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết, cần phải kiềm chế tối đa để ngăn chặn thảm họa hạt nhân trong bối cảnh xung đột đang diễn ra gần nhà máy điện hạt nhân Kherson. Tổng giám đốc IAEA Grossi cho biết trong một tuyên bố do IAEA công bố rằng ông muốn kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh một vụ tai nạn hạt nhân có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt phóng xạ. Tổng giám đốc IAEA Grossi cho biết thêm, cá nhân ông đang liên lạc với các cơ quan chức năng có liên quan của cả Liên bang Nga và Ukraine và tiếp tục nắm bắt vấn đề này. Ukraine không thể đánh bại Moscow thông qua các biện pháp thông thường và đang sử dụng các chiến lược ngày càng rủi ro. Ông Gustav Gresev đã tin tưởng, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Áo đã nói với tờ Der Spiegel rằng cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kherson qua biên giới Nga là một canh bạc mạo hiểm, có thể phản tác dụng và dẫn đến thất bại lớn cũng như mất đi hoàn toàn sự ủng hộ của phương Tây. Lực lượng Kiev đã phát động một cuộc chiến dịch xuyên biên giới lớn tại khu vực Kherson vào đầu tuần này. Các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới đã diễn ra kể từ ngày 6 tháng 8. Điện Kremlin gọi động thái của Kiev là hành động khiêu khích trên diện rộng và cáo buộc quân đội Ukraine tấn công bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng các nỗ lực của Ukraine nhằm xâm nhập sâu hơn vào các khu vực này đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, quân đội Kiev vẫn đang hiện diện tại một số khu định cư biên giới khu vực Kherson, nơi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Gresel hiện là thành viên chính sách cấp cao tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, mô tả hành động của Kiev là một chiến lược mạo hiểm.
việc mở rộng tiền tuyến mang lại lợi ích cho nước Nga trước hết và quan trọng nhất. Theo chuyên gia, các đơn vị của Ukraine trong khu vực này khá mệt mỏi và rất cần quân tiếp viện. Moscow có nhiều vũ khí, đạn dược và nhân sự hơn để có thể triển khai đến một tiền tuyến dài hơn. Lợi thế bất ngờ của Ukraine có thể nhanh chóng biến thành bất lợi. Kịch bản tệ nhất là đối với Kiev sẽ thất bại ở cả vùng Kherson và Donbass. Chuyên gia cảnh báo, theo Greensales, Ukraine hy vọng hoạt động của mình trên đất của Nga sẽ nâng cao tinh thần của binh lính và người dân Ukraine, và ông tin rằng họ sẽ không từ bỏ ngay cả khi đối mặt với ưu thế quân sự của Nga. Sau đó, Nga sẽ đầu tiên là kìm hãm Ukraine và sau đó làm suy yếu họ vì Kiev sẽ đổ nguồn lực hạn chế của mình vào hoạt động này. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!